Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Hôm nay thì chúng ta sẽ lên hai dòng sản phẩm TV của thương hiệu LG, phân khúc màn hình TV 65 inch. Giá rất chỉ là rẻ mọi người nhé. Hai con này giá chỉ chênh nhau ở tầm 2 triệu đồng thôi. Phân khúc màn hình 65UT7350 và dòng sản phẩm TV là 65UT8050 đều là model của 2024. Bên tay trái của em là con 7350 và con bên tay phải của em là con 8050. Hai dòng sản phẩm Smart TV 4K kê cạnh nhau để mọi người có thể ngắm cũng như là so sánh đánh giá chất lượng của hai dòng sản phẩm này. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu vài phút video thôi mọi người nhé. Mọi người yêu mến thì có thể qua trực tiếp showroom tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh Hà Nội, website của max.vn hoặc số điện thoại 0974178586 để đặt hàng. Yêu mến em thì nhớ dành tặng cho em Long những cái nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ em cho các video mới nhất mọi người nhé. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Rồi đầu tiên thì chúng ta đi về phần ngoại hình trước. Một dòng sản phẩm TV giá cực rẻ mà giá rẻ mà thiết kế đẹp, ấn tượng trong năm 2024. Theo em đánh giá đó chính là sản phẩm TV 65UT7350. Vì sao em lại nói rẻ và đẹp? Thứ nhất là với dòng sản phẩm TV này, chúng ta có màn hình kích thước là 65 inch. Đúng không? Chúng ta chỉ có duy nhất một kích thước đó là 65 inch thôi. Không có sản xuất các dòng to hơn hay là không có sản xuất dòng nhỏ hơn. Gọi là thử nghiệm ấy các bác nhá. Rất mỏng, các bác nhìn thấy này. Màn hình thiết kế nó mỏng hơn rất nhiều so với các thương hiệu khác, so với các model khác. Theo em cảm nhận thì cái phần viền này nó khá chi là giống thương hiệu của TCL. Đấy. Rất là mỏng, thiết kế đẹp. Và nó bo vào phần phía lắp sau lưng, liền luôn với lắp sau lưng các bác nhá. Đây. Bo liền với lắp sau lưng. Đấy, làm bằng nhựa cứng, rất cứng. Đúng không? Nhựa rất cứng. Các cái cổng cắm sẽ nằm ở phía đằng sau và nó ốp sát dẹp vào phía tivi này. Nó không có phần, nó sẽ có phần nồi ra nhé. Nó sẽ có phần nồi ra đây, nó phần lồi ra ở trên này. Và sẽ có phần các cái cấu hình mạch miếc thử ở phía bên này. Con này thì dày hơn so với con đầu 8. Đầu 8 thì nó mỏng hơn, các bác có thể nhìn thấy đây. Em sẽ so sánh cho mọi người xem. Đây là phần nồi này, con kia phần nồi nhé. Nhưng con này nó sẽ có phần nồi ra là sau lưng đít này. Còn con kia thì nó không có. Ok. Thế là phần sau lưng thì có con UT8050 thì nó sẽ là đẹp hơn. Đấy, 8050 chúng ta sẽ là đẹp hơn. Con UT80 đây thì nó sẽ có phần nồi ra sau lưng của nó là ốp sát này, thì nó không có phần nồi phía lắp sau lưng đúng không ạ? Nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên thì đổi lại con UT80 này nó lại không có thiết kế đẹp. Nó cái phần thiết kế của nó lại tương đối là dày. Để em sẽ đi quay gần hơn chi tiết hai con ở phía góc bên này, các bác sẽ nhìn này. Đây. Một con là thiết kế tràn rất mỏng như thế này. Đây các bạn nhìn thấy cái phần viền mỏng không? Của con này thì thiết kế viền nó tương đối dày như này. Các bạn nhìn thấy hai cái phần viền. Nó khá chi là chênh lệch đúng không ạ? Nhưng theo em cảm nhận được thì là con UT7 đầu 7 này nó sẽ đẹp hơn thiết kế về phần viền. Phần viền, còn về phần các thứ khác chúng ta phải tìm hiểu sau. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thiết kế được tràn là 3 viền cả hai con, 2 viền hai bên và 1 viền trên cùng các bạn nhá. Đấy. Còn phần viền dưới cùng chúng ta sẽ có hai loại, một loại là viền bóng trên các dòng của UT8050. Đây. UT8050 là viền bóng. Còn loại là viền nhám ở trên con UT7350 là viền nhám đều màu đen. Xét về phần chân thì chúng ta có phần chân bóng trên con UT7350 và chân nhám ở trên 8050. Chân này chân vuông góc với tivi. Còn chân này là chân hơi có tiếng hướng xoạng ra bên phía bên ngoài, đúng không ạ? Đấy là phần thiết kế chúng ta sẽ có đều là chân bằng nhựa nhá các bác nhá. Và chân này là nhựa tổng hợp rất khỏe, nằm ở hai bên của tivi. Giúp cho tivi nó đứng chắc và khỏe hơn so với các nó không bị rung này các bác nhá. Điều đặc biệt ở phía bên ngoài mọi người cũng đã cảm nhận được rồi, như em có so sánh là phiền mặt của chúng ta có con đầu 7 là thiết kế đẹp. Tuy nhiên thì nắp sau lưng nó lại hơi lồi. Còn đầu 8 thì phần viền nó hơi dày hơn một chút, nhưng nắp sau lưng lại được mỏng hơn. Đây là những ưu nhược điểm của phần thiết kế. Chân thì đều là chân hai bên thôi. Xét về phần công suất thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở cái phần tem năng lượng ở bên này. Bộ Công Thương sẽ cho chúng ta biết công suất của TV và xuất xứ. Ở phía bên con 65UT7350 PSB của chúng ta xuất xứ hàng của Việt Nam rồi nhé. Đây sẽ là hàng xuất xứ Việt Nam chứ không phải Indo. Và công suất 175W. Hiệu suất năng lượng được đánh giá là 3.28. So sánh sang phía bên con của bên thương hiệu LG bên này, con 65UT8050 PSB. Con này thì với công suất 190 sẽ lớn hơn con kia tầm 15W.
và hiệu suất năng lượng được đánh giá cao hơn một chút với 3.44. Hàng này sẽ xuất xứ ở Indo, các bác có thể phân biệt được hai dòng sản phẩm này, một dòng sản phẩm xuất xứ ở Việt Nam và một dòng sản phẩm xuất xứ ở Indo. Công suất một con là 175, một con là 190. Hiệu suất năng lượng được đánh giá đã cao hơn so với con UT8050. Hai dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ đi kèm với đều là màn hình TV 4K các nhá. Màn hình của chúng ta chất lượng là màn hình 4K, độ sắc nét là tuyệt đối rồi. Bây giờ chất lượng trên các phương tiện truyền thông hay là phương tiện phát sóng chỉ là 4K thôi. Thì đối với dòng này cũng sẽ là 4K để mà phục vụ các bác. Chúng ta sẽ có hai dòng sản phẩm TV đều hỗ trợ chip giống nhau. Chip của hai dòng sản phẩm này đều là chip A5 Gen 7 nhá. Đều là dòng chip A5 Gen 7. Đây là dòng chip của 2024. Bộ chip xử lý A5 Gen 7 AI 4K. Đây là chip trí tuệ nhân tạo. Đúng không ạ? Con UT8050 cũng sở hữu con chip đó. Chip giống nhau. Màn hình giống nhau. Công nghệ HDR đều là HDR 10 Pro. Thiết kế con này sẽ mỏng hơn. Con kia cũng sẽ có HDR 10. Đấy nhá. Cũng có HDR 10. Ở đây thì theo em đánh giá về tổng quan, chúng ta sẽ có phần điều khiển là chúng ta giống nhau này. Điều khiển đều đi kèm là điều khiển Magic Remote. Đây, coi nhá. Hệ điều hành thì đều là hệ điều hành WebOS mới nhất của 2024. Con này cũng tương tự như thế. Cũng sẽ là hệ điều hành WebOS của 2024 và điều khiển Magic Remote. Chúng ta sẽ có hệ điều hành mới của năm 2024 năm nay. Đấy. Nhìn sơ quan thì chúng ta có cái gì tương đối là giống nhau về phần cấu hình, đúng không ạ? Cấu hình cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Kể cả về phần chip này, kể cả về phần màn hình này, màn hình giống nhau. Có chăng thì khi mà các bác xem như thế này thì cái con màn hình TV UT8050 nó sẽ có công suất cao hơn thì cho ra các bác cái màu, cái độ sáng của con UT8050 là cao hơn một chút thôi. Một chút thôi các bác nhá. 15W không đáng kể cho cái dòng sản phẩm TV. Nó phải chênh nhau hơi nhiều một chút, 15 kẻ khoác không đáng kể. 6 inch cùng là màn hình 6 inch thì độ phân giải đều là giống nhau, đều tính năng sử dụng y hệt nhau. Chip trước cái thứ giống nhau, thiết kế thì có khác một chút. Tuy nhiên thì giá tiền không phải là giống nhau các nhá. Giá tiền xin nhắc lại là con sản phẩm TV được đánh giá thiết kế đẹp hơn. Đấy. Đó chính là con UT7350 sẽ giá rẻ hơn 2 triệu đồng. Vì sao nó rẻ hơn? Thứ nhất thì theo em đó là nó là hàng xuất xứ ở tại Việt Nam. Hàng xuất xứ tại Việt Nam, do đó mà nó sẽ có cái phần giá tiền nó hợp lý hơn. Còn hàng xuất xứ ở Indo bên kia nó sẽ cao hơn, mặc dù là hai cấu hình cũng khá là tương đương nhau, không có quá nhiều sự thay đổi, đúng không ạ? Ở một con sàng UT7350, nếu các bác mua, hiện tại bên siêu thị điện máy Ecomax đang bán với giá chỉ rơi vào 12 triệu đồng, tầm 12 triệu đồng. Còn đối với con 8050 thì đang bán với giá là 14.250.000. À chứ bác, 14.050. Một con là 14.050 cho là 14 triệu và một con bên này là 12 triệu. Thì đang tranh nhau đúng khoảng độ 2 triệu đồng, đúng không ạ? Cho hai dòng sản phẩm TV 65 inch của LG mới 2024. Thì như vậy em vừa nhìn đánh giá sơ quan tổng quát của hai con này. Đấy, các bác có thể nhìn nhận một cái nhìn riêng của từng người. Các bác có thể comment ở phía dưới giúp em nhé. Hàng đều là công suất loa của chúng ta là 20W thôi. Có hỗ trợ Dolby Atmos cho mọi người. Đều là có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển chuột Magic Remote. Tìm kiếm giọng nói có hỗ trợ Google Assistant cho các bác cả hai con sản phẩm TV của LG này nhé. Bảo hành thì đều được bảo hành chính hãng là 2 năm tại nhà và hỗ trợ đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi với nhà sản xuất. Mọi người mua sắm có thể qua trực tiếp bên em để đặt hàng hoặc gọi điện qua số hotline, đặt hàng qua web đều được các bác nhé. Bên em sẽ ra bán vận chuyển lắp đặt tại nhà trong bán kính 20 cây sẽ được miễn phí. Xa hơn thì bên các bác hỗ trợ thêm 10.000 đồng một cây sau. Còn các bác quý vị tỉnh xa quá thì bên em mới gửi chuyển phát về tận nhà mọi người nhé. Ok thì em xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.